Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại Phước Thảo Fishing nhá. Hôm nay trời mưa rất là to anh em ơi, ra sông giá vã. Anh em cần thủ ta ngồi đã ngồi đây đi từ rất là sớm. Sóng nước mênh mông ạ. Em sẽ đánh cá rô. Em bố ngoài đang đánh ổ đánh lục, nhưng em đánh cá rô em sẽ đánh ở cái lỗ này nhá. Cao bèo ra đánh ổ các bác ạ. Đấy, tuyệt vời luôn. Này mưa này dễ lên hàng lắm các bác ơi. Mà bây giờ ta sẽ cào nó cái lỗ để câu anh em ơi. Mưa quá để máy ở trong ô đây. Ok, cuối cùng đào được cái lỗ nhỏ nhỏ để vã anh em ạ. Nào cái lỗ con co này, sẩu này vã luôn anh em nhé. Hôm nay mới mua được dàn khó mới về đánh đơn này nhờ, chúng đẹp chưa? Đây, em đánh vào cỏ phao lăng. Mưa này may mắn cái hộp phải đi nó đỡ ướt đổ quá. Lấy luôn cái trục đài câu hay có đơn xa đồ à, đánh tô đồng cái sảo ít lòng kính này các bạn cho nó vào đúng ạ, đã mưa còn thấy gió đánh cát rô gà làm mấy quả nữa bé xíu các bạn này, à, mồi cũng nhỏ đó, nữa bé mồi nhỏ nhưng mà mồi anh rô sẽ tươi và mềm hơn các bạn nhé, thì kiểu nó nhá pha nó tan ra ngay đấy là nó nuốt luôn. Bỏ quá. Đang thích anh em kìa. Đấy các bạn nhìn nó thích. Mày chết này ấy. Lên. Con đầu tiên. Đô phi anh em ơi. Úi giời. Tốt rồi. Ui lên được con đô phi toàn vút anh em ạ. Ê, phí quá à. Mắc ngay cành cây này, chết. Con nó to luôn đấy. Ê, đàn quá anh em ạ. Tượt con cá này mắc luôn cổ phao ở dây trên cành thôi. Không có thấy. Ê, xuống đây. Ôi xời. Ê. Đâu nhỉ? Đây đấy, phao hãy tính như lá này. Tiệc thế. À, nói chung là may nay còn mang cả túi phao đi không đứt quả thấy là quả này là xong này anh em ạ. Mấy quả phao lao đánh này, mấy quả phao to đánh nó đẹp quá nhá. Một to ở kia phí quá. Phao xịn luôn. Mưa to quá. Đấy, mút đấy anh em ơi, lên luôn, giời, rô. Hàng xịn anh em ơi, gầy nhóm được con đầu tiên, wow. Mất con đô phi là phải được con cá rô. Ý giời, đúng rồi, ngon luôn.
đấy, bút đấy, lên 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 anh em, hỏa hàng rồi. Ôi giời ơi, hàng đấy cũng hàng đâu. Anh em ơi, toàn hàng khủng. Ôi giời ơi, hàng khủng. Thôi, thế loài luôn. Đấy, bút anh em ơi, lên luôn. Rồi, rô. Rồi, rô cụ. Một con rô cụ anh em ơi. Wow. Wow, rô to chưa anh em ơi. Ủa, nó dậy dã man. Con này nó về tít tít ở cái đầu kia, bắt đầu nó kéo phê anh em, gầy nha. Ôi, mất con hô phi được con này. Vào. Thế quá. Mồi đánh chất lượng các bạn. Thả thính ấy vào ngay. Có tí tôm tanh cái nào. Cá nó vào bầu như mại. Thế này mưa mắt trời các bạn. Cầu sướng. Rồi bây giờ anh em tôi chuẩn bị vào nấu ăn trưa các bạn. Này có con gà đây rồi. Và chặt mấy cây không này làm trống là em tôi nướng gà, nướng cá các bạn nhé. Bây giờ anh em của tôi sẽ lấy chăng cái bạt ở trên mà nướng chỗ này các bác nhé, đỡ nó mưa ướt. Đang này sử dụng cái dù làm các bạn ạ. Thằng ra không có sợ mưa táp còn ướt mất các bạn. Thằng hoa ướt cái là hỏng hình. Bây giờ có thành công các bạn. Sợ cho thấp quá thì nó lại cháy vào cái miếng áo mưa mất, mà cho cao quá thì mưa lại tắt. Không biết phải làm thế nào. Phải buộc ngang ngang các bạn nhé. Con gà không nướng chín không ăn nó mới khổ cơ. Bây giờ anh em tôi chế cái cây để cắm con gà các bạn. Nhiều quá. Kiểu lưu xuống rừng này đấy, cây cứ dài vậy đấy mà làm hai. Chả đóng cao lên thì nó cứ để đấy, bắt nhỏ cứ để cao phải đóng sâu nhau chắc đến cảnh nào thì... đây nó cái cảnh chả nó chặt mấy kiểu mỗi cảnh này ngon. Ok, trồng cảnh ngon các bạn. Được đấy, đúng, xin chào đấy. Anh ăn thì năn vào bếp các bác ạ. Mưa gió này hai còn để đi đầy đấy. Được cái nó vui. Lấy một cành đấy làm tràn ok. Anh em tôi lấy cái đoạn chiều nhé. Đéo theo tay. Để cứ phát tôi đấy. Trời, mưa quá. Mưa bão rồi nướng con gà này phê pha quá này. Cái khác nó lại đổ ngay vào bếp chết. Dai nhỉ, đây cái phượng. Rồi, ok. Kéo. Bất đá, đây cái bất đá. Kéo nó vào. Rồi, thử cái chạc đẹp các bác ơi. Ôi trời. Máy trôi lên nét rồi. Đến nay chạc to luôn. Chạc rồi. Bảo sao chặt hai phát không thấy hiện tượng.
xuống một hòn, một hòn đá luôn. Có cái dao to à, mang đi rất là tiện các bác nhé. Này có dao con mà cứa cái loại này hết ngày. Đấy, chặt vát vát đầu xuống đóng là ok. Anh em tôi thiết kế quả đẹp quá. Đấy, tự róc nước tự chảy ra phía đây nhá. Đấy, đầy cái tự chảy luôn các bác nhìn chưa đấy, tuyệt vời chưa? Đấy rồi. Tuyệt vời luôn. Đó, quên quên. Vừa quên mua đoạn thạch thép buộc chân nó cái quai tí nó xoay. Không buộc ấy thế vậy là ok. Đúng chuẩn bài các bác ạ. À gì ok. Đấy, tí cứ vậy nào quay thôi. Rồi cứ để một mặt vẫn được, tí mình xoay xong. Bây giờ cứ để cái này nó quay coi nhá, lại đá cầu tiếp. Cứ để cao vậy không sợ, nó hơi lệch nhỉ. Hơi lệch chân các bác ạ. Nó lại đấy, cao thì tuyệt vời. Rô tao luôn các bác nhá, không phải rô đầu vuông. Nhìn chưa, rô đẹp chưa? Đấy, hiếm lắm gặp loại cá rô này các bạn, vàng khe luôn. Ủa, tuyệt vời. Lên ngay. Úi giời ơi, nịch luôn quá ơi. Đây xin hàng đâu. Nhà mới ao xuống mồi cái lên hàng ngay. Con này đầu vuông các bác ạ. Con này nó là rô đầu vuông anh em này. Đẹp chưa? Đẹp xì. Ít giời. Tròn bình bình. Này chắc là mùa này chắc là nó đang có trứng anh em, mưa kiểu như nó vào bờ nó đẻ đấy. Ý, này con cái rồi, đẹp tuyệt vời luôn đấy, xuống cái nick này, giống này nó mút phao cũng nhanh thật. Vào, wow. Vào, wow, ok. Siêu phẩm của anh em chúng tôi đây các bác này,
Đẹp chưa? Quay thằng tí vào vị vào đó nhé. Cô này mạch quá này. Gói quạng được, phải gói lắm anh em. Ấy giờ các bạn vừa thấy xuống nó bọc ngay rồi đấy. Khá cái này nháo luôn, sợ thật. Nó nhá cùng đôi quả chắc hết mồi rồi cơ. Để biết ngay mà, bọn này. Nó xuống tập tập cái là nó cùng đôi ngay là hết mồi. Mồi này em đánh tương đối là mềm. Tương đối là mềm mà các bạn. Quả này. Đấy nó nhá. Đấy nó nhá lên ngay. Rồi nó nhá, nó nhá anh em. Úi trời ơi. Vừa được một chú nó bong bong kìa. Cho đấy mới ăn dính tí vào mồm quá. Ê xa. Đấy đấy mút đấy. Úi giời ơi. Một em rô tí hòn các bác này. Được một chú tí hòn các bạn ạ. Đấy, cá này mà có nhiều rán ăn rất là ngon bác nhé. Chặt rán giòn ăn được cả xương các bạn ạ. Đồ xịn đồ đẹp đấy. Đồ xịn này mà rán giòn ăn được cả xương đấy. Được cả luôn. Dễ phao này. Hàng anh em ơi. Ôi. À chà, con này to. Con này to anh em ơi. À, rô phi. Lê. Ôi trời ơi. Ôi, con rô phi anh em ơi. Ai trời ơi, con rô phi. Nó đen xì quá này. Ôi, con này gầy nhom. Người gầy quá nhỉ, con rô phi. Rô phi sông ở đây. Con này chắc là rô phi ta các anh em ạ. Đóng xích mồm. Con này chắc là rô phi ta rồi. Cái không phải rô phi lai. Úi dồi, ai buồn. Rô phi lai người nó to lắm anh em ạ. Người nó to, nó trắng, nó không đen như con này. Nè, vào đây. Ôi mà được giống này cũng ngon phết. Úi dồi. Thêm một chú rô phi anh em nhé. Sáng tưởng một con mình là ngang tầm này đấy. Vào. Tuyệt vời. Ôi chà chà. Ôi ấm quá các bạn ạ. Ôi mưa nó rét các bạn. Vỏ này ấm hẳn con người. Mặt anh em này bột nghe, bột từ đầu để ấm mà thịt cái nướng nó cao nữa đi. Cái đồ cháy. Cái này là ngon ạ. Này nướng lên lưỡng. Lại nhiều quá rô lắm mày ạ, toàn rô to này. Cái này bây giờ anh em muốn tôi cho ăn chọc nướng các bác nhá. Chờ cả nướng lâu quá anh em lại chọc thêm ít cá nướng các bác ạ. Toàn rô đồng ấy, này nó nick toàn rô đầu vuông. Đấy. Này gói cây cắm mà này. Các bác thấy anh em chúng tôi chống bão tuyệt vời không? Đấy, trời. Phê nhá. Này hình toàn là hàng to. Sáng là con rô phi đầu tiên to rồi mất. Gặp cái phịch phát này, hụt nó bay lưỡi cái bệnh đàn mất. Mất cà phao nữa cày. Thiết kế mấy cái lá mùng sạch để đựng cá này các bạn. Lá mùng này cực kỳ sạch, nó cháo thì dính như nó. Để mọc lại lắm thế. Hai ba cái này.
mùa này mới có ngứa không? Loại này nó có hai loại đấy anh em ạ, loại ngứa loại không. Rồi, ok, nặng bao con cái đứng đựng cá các bác nhá. À, thiên nhiên hoang dã. Anh em tôi này chỉ có thế này thôi. Thẩm phức luôn các bác ạ. Trời. Thêm một nữa. Ngon luôn. Thịt này nó cực kỳ dai các bác nhá. Còn gà cứ để tí nữa ăn cá xong ăn gà nó khô. Rồi, nhá thử miếng hấu ngon không bác nhá. Bỏng quá. Thịt dai lắm anh em ạ. Ngon đấy. Ôi à, triển khai các bác ơi. Mà tại ôi, lược ngọt quá. Lúc mày nướng ở trên kia ấy, mày để lâu rồi. Được rồi, anh em cứ làm hai cánh chưa các bạn. Trưởng mỏng. Ngọt quá, nhìn trông thèm. Ôi qua rồi ăn cái này đi. Đói lắm này các bạn, tầm này là gần 1 giờ rồi, nướng từ lúc em nhớ là từ lúc 9 giờ đến giờ gần 1 giờ rồi. Đấy anh ạ. Anh em chúng tôi đây. Anh em tôi ăn cứ phải cay này các bạn ạ. Nhá thật cay và nó sướng. Này đi cũng chẳng có bát đũa gì, cứ thế này. Ôi, vừa tạm mấy này, cày quá tí này không nhớ, chết. Ôi, tuyệt vời. Ôi, công cuộc anh em của tôi hôm nay đã xong các bạn, mời các bạn uống bia với anh em tôi nhé. Đói quá các bạn. Ôi, làm thử con cá xem nào. Ôi, của anh em nhìn này, thịt dai luôn, tuyệt vời. Rồi các bác ăn cảm anh em tôi. Nhìn nó thấy thèm quá ạ, thịt con này nó dai lắm này các bạn, cho mấy cái ngon. Rồi anh em muốn nào? Này mưa gió chống bão, trang bị anh em tôi chỉ có một cái lều các bạn. Bia tươi Hải Phòng các bạn. Này nhà mình bia tươi Hải Phòng này, cái này còn đã đòi. Món cá nướng bao giờ cũng là tuyệt vời nhất, dễ ăn nhất các bạn, thịt nó dai. Để chấm cái ớt này, miếng cá ngon này cơ mà. May đến lúc bây giờ ăn thì trời này tạnh mưa các bạn. Phao vẫn để có hợp lý luôn, chống bão. Còn gà vẫn đang rong nước anh em, quay nó phát không hề để cháy mất bên ấy. Vừa dở chưa? Tàn tàn như đấy đang. Ngon lắm. Nhìn nó ăn mình còn thèm các bác ạ, vào ăn không quay nữa. Ôi. Anh em nhìn thấy cá rô mùa này quá, nhìn nhỉ, trứng nó nhiều dã man luôn, con nào cũng vậy, con trứng to. Nó mịn mà. Rồi, à, coi nhìn này. Khói khói hàng bốc các bác này. Ui, cái kinh để nó cháy cả cái ná sợ. Cá lóng là ngon lắm các bác. À, này cái mũi thầm con này nhá này, tuyệt vời. Trứng ngon quá. Trứng đẹp bác. Đấy, qua nhìn nha. Ông này nó làm cục trứng đã man chưa? Ui à. Ngon nha. Thiên nhiên này nó mới sướng các bạn ạ. Cục này nó chấm ăn phát các bạn nhá. Wow.
cho miếng ớt vào cho nó rực rỡ. Đấy. Và nhìn này, miếng này cắm miếng ớt này ngon quá. Phê. Ủa cay quá, cay quá. Cháy rượu, ăn nướng, à, anh em muốn tí bia nào, cái quá. Bác khi ăn món. Anh em tôi cho nốt con này xuống các bạn. Đói quá, phải nhá con gà nó mới no được. Đấy, em làm tuyệt vời các bạn này. Rửa dây. Đấy, đặt cái này. Này cứ để cả con anh em xé thôi. Cái dây ta ngon chứng tỏ dây này chắc nướng, chắc nướng không không cháy luôn đấy, cháy dây mưa lông, dây mưa nắm mưa lông. Ngon quá các bạn, nhìn trồng cái miếng thịt này. Ui dạ. đây là gà nhà các bác nhá, nó dài lắm chứ không phải gà công nghiệp đâu. Gà rừng bọn tớ vừa bắt trên núi. Gà rừng bắt trên núi. Thấy con gà lang thang đấy. Tóm luôn nhỉ. Mượn ngay. Úi giời. Ui giời. Này vừa quét gia vị ở ngón lắm các bạn. Nóng quá các bạn. Bỏng quá. Này các bạn nướng quá. Ui giời. Đấy các anh em nhìn này nó mới xuống. Ui này. Ui giời. Này ngọt nước chưa? Khói này. Cái này nó ngọt nước các bạn. Ui. Làm nốt miếng này nhá. Đấy. Ui nhanh nhanh này. Đói quá rồi, nhìn thấy xuống. Ui giời. Ui giời. Thịt trắng chưa? Đây là gà nháo nhá. Có nhìn thịt này thớ nào rồi thớ đấy, ngọt. Ui ăn ăn đi. Còn cái da này ngon này. Da này ngấm nhiều gia vị nhất này. Ngọt quá các bạn. Đấy rồi. Ui giời. Mời anh em nhá. Ủa. Đúng cái miếng da quét ngấm nhiều gia vị nhất anh em ạ. Ngọt mà ngon. Ngọt phê. Ngấm cay cay của ớt nữa. Ui giời. Ngọt lắm anh em ạ. Rồi, coi nhỉ. Oa. Phê. Sướng lắm anh em ạ. Cay có uống đi cho bớt cái cay nhỉ. Ăn ra gà nướng xấu nhất. Ôi giời, không được cay đâu. Đấy. Miếng này nó giòn các bạn. Giòn nó ngấm nhiều gia vị ăn nó sướng. Ui giời. Này anh em nhìn nhá. Miếng thịt này. Ui giời. Ui giời. Dai. Ngon. Nướng như này là vừa tầm ấy. Ui giời. Tuyệt vời. Ui giời. Không có từ nào diễn tả được.